Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một bài nhảy với một cái bản nhạc rất hay, rất sôi động, bài Barabarati. Bài này thì chúng ta sẽ đi theo bốn hướng theo chiều quay của kim đồng hồ và nó gồm có bốn khúc nhạc tám. Ngoài ra thì nó có một lần tang và ba lần di tác. Thì cái lượt tang và di tác đấy thì tí nữa mình sẽ nói với các bạn sau. Còn bây giờ mình sẽ đi trước một lượt cho các bạn cả bốn khúc nhạc tám xuyên suốt cả bài để các bạn quan sát nhé. Bắt đầu vào chân phải ạ. 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8 và 2 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 3 và 2, 3 và 4, 5 và 6 và 7 và 8, 4 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Đấy là 4 câu. Chúng ta mỗi một 4 câu, mỗi một lượt 4 câu chúng ta sẽ đổi hướng, xoay sang bên phải góc 90 độ, có nghĩa là quay theo chiều kim đồng hồ như mình vừa nói đấy. Tuy nhiên trong cái bốn câu đó thì chúng ta cũng cứ phải đổi hướng liên tục, cho nên thực ra tập bài này hơi khó. Các bạn hãy thực sự cố gắng và kiên trì thì chúng ta mới thành công được. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng câu này. Chúng ta bắt đầu bằng chân phải này, nhịp một, nhịp hơi nhanh, có rất nhiều cái nhịp và nhịp nối, các bạn phải chú ý linh hoạt bước chân nhé. Chúng ta tập với bước chân trước này. Chúng ta nhịp 1, 2 chúng ta đi chéo sang bên phải, chéo lên phía trên sang bên phải, bước chân phải lên. 1 và 2 và đấy, cái nhịp và này chúng ta chỉ sống mỗi bàn chân thôi. Tiếp tục chúng ta lại đi chéo lên phía trước về bên trái, bước chân trái. 3 và 4 và đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi lùi về bên phải, lùi về phía dưới nhé, sang bên phải. 5 và 6 và lùi tiếp, chéo về bên trái. 7 và 8 và đấy. Chúng ta thực hiện lại cả câu với bước chân 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8 và đấy là cuối bước chân. Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp cái tay này. 1 và 2 và chúng ta đưa hai tay lên trên cao, tay chạm nhau. 3 và 4 để nguyên tay như vậy. 3 và 4 và 5 và 6 thì tay phải chúng ta sẽ đưa về phía sau gáy của mình và tay trái chúng ta đưa về phía trước, hơi chéo nhé. Đây là thế này. 5 và 6 và đấy. 7, 8 thì chúng ta lấy tay trái chúng ta đưa về phần eo trước, chúng ta ôm với eo và tay phải chúng ta đưa về phía trước. 7 và 8 và về phía trước, nhưng tay hơi chéo 45 độ các bạn nhé, chứ không phải là thẳng về phía trước. Nó sẽ hơi chéo về người mình 45 độ. Và thực hiện lại câu 1. Bắt đầu. 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8 và câu 1 nhịp khá là nhanh, cho nên các bạn cố gắng. Chúng ta tiếp tục với câu 2. Câu 2, nhịp 1 chúng ta bước chân phải đi trước. 1 và 2, nhịp 2 lùi chân trái phải về phía sau. Tiếp tục nhịp 3 lùi chân trái. 3 và 4, 5 và 6 bước chân phải lên nháy cha cha. 5 và 6, nhịp 7 bước chân trái lên. 7, nhịp và chúng ta quay người phía sau. Và 8 bước chân trái lên. Đó. Chúng ta làm lại câu 2. 2 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp với tay
Nhịp 7 tay phải chúng ta ôm eo và tay trái chúng ta vòng qua đầu. 7 và 8. Đó. Thực hiện lại ạ, không hai ạ. 2 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Được chưa ạ? Nào bây giờ chúng ta sẽ kết hợp câu 1 và câu 2 nhá. Bắt đầu. 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8 và 2 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Đó. Như vậy sau câu 2 chúng ta đã quay ngược lại với hướng ban đầu rồi đấy. Ban đầu là hướng 12 giờ thì sau câu 2 chúng ta lại quay mặt về hướng 6 giờ. Chúng ta tiếp tục với câu 3 ở hướng 6 giờ. Câu 3 hơi khó. Câu 3 thật ra là hơi khó. Các bạn chú ý nhé. Bây giờ mình sẽ quay cùng hướng để mình dạy các bạn, mình hướng dẫn các bạn câu 3. Để cho các bạn quan sát cho dễ này. Câu 3 này, nhịp 1, bước chân phải chéo qua chân trái này, 1, bước chân trái sang ngang và 2, dậm chân phải. Đấy, làm lại ạ. Này, 1 và 2, bước này bước sang 3 các bạn nhé. Nhịp 3 và 4 chúng ta cũng làm tương tự với nhịp 1 và 2 như đổi chân này, bước chân trái này. 3 và 4. Tiếp tục này, 5 lại bước chéo chân phải này. Và bây giờ nhịp 6 thì lại phải bước chéo chân phải về phía sau chứ không phải về phía trước nữa nhá. Đấy, bước chéo chân phải về phía sau. Đấy, 5 và 6 này. Bây giờ có thêm một nhịp và này. Và chúng ta co chân trái lên. Đây là tăng như thế này. Và 7 đặt chân trái xuống, xoay người sang bên phải 90 độ. Đấy. Và 8. Đó. Hơi khó. Nào chúng ta chú ý nhìn lại này. Bắt đầu này. 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6 và 7 và 8. Như vậy, đến nhịp 8 của câu 3, chúng ta lại chuyển hướng sang bên phải 90 độ. Làm lại với chân một lần nữa, câu này hơi khó. Một và hai, ba và bốn, năm và sáu và bảy và tám. Đó, bây giờ chúng ta sẽ kết hợp với tay. Một và hai. Đấy. Tay phải đưa lên cao, tay trái đưa về phía trước. Ba bốn đổi tay. 3 và 4 chúng ta lại đổi tay trái lên cao, tay phải về phía trước. 5 và 6 bỏ tay xuống và chúng ta đánh tay tự nhiên theo cơ thể thôi. 5 và 6 và 7 và 8. Đó. Làm lại lần nữa nhé. Câu này khá là khó, câu này khó nhất bài đấy ạ. Bắt đầu. 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6 và 7 và 8. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ làm từ câu 1 đến câu 3 để chúng ta làm hướng đúng của nó nhé. Bắt đầu này. 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8 và 2 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Đấy, câu 3 bây giờ là cũng đúng luôn nhá. 3 và 2, 3 và 4, 5 và
chiều với các bạn để mình hướng dẫn câu 4 cho các bạn dễ quan sát. Nào, câu 4 này nhìn 1, bước chân phải sang ngang. 1 và 2. Bước chéo, nhìn 2, bước chéo chân phải sang nhá, sang bên trái. Nhịp 3, bước chân trái sang ngang. 3 và 4. Chéo chân phải, ta chéo chân trái sang bên phải. Làm lại ạ. Làm lại đi. 1 2 3 4 ạ. À. 1 và 2. 3 và 4. Nhịp 5 chúng ta bước chân phải lên. 5. Nhịp 6 chúng ta quay người sang trái và lần người hẳn về phía đằng sau nửa vòng. 6. 7 bước chân phải lên, 8 bước chân trái lên. Đấy, câu này thì dễ hơn một chút so với câu 3. Nào. Thực hiện lại câu 4 ạ. 4 và 2. 3 và 4. 5 6 7 8. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp với tay ở câu 4 này. Câu 4 để với tay thì các bạn nếu mà các bạn làm theo được như mình thì làm, mà không thì các bạn đánh tay tự nhiên cũng được, không sao cả nhá. Khi bước chân phải sang thì tay phải chúng ta đưa sang ngang. 4 và 2. Bước chân trái sang thì chúng ta lại đưa tay trái sang ngang. 3 và 4. 5 6 thì tay trái chống hông, tay phải chúng ta khuơ theo cơ thể. 5 6 7 8. Đó. Làm lại lần nữa. 4 và 2. 3 và 4. 5 6 7 8. Đó. Như vậy là chúng ta đã xong cả 4 câu. Bây giờ mình sẽ kết hợp cả 4 câu này nhé. Mình sẽ đếm chậm cho bạn tập này. Bắt đầu này. 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8 và 2 và 2. 3 và 4. 5 và 6. 7 và 8. 3 và 2. 3 và 4. 5 và 6 và 7 và 8. 4 và 2. 3 và 4. 5 6 7 8. Đấy, như vậy là sau 4 chúng ta quay mặt về hướng 3 giờ để chúng ta thực hiện với hướng thứ 2. Mình lưu ý với các bạn, tập 4 câu này đã quá vất vả rồi, nhưng mà khi khớp nhạc bài này thì chúng ta cần phải chú ý hai điều nữa. Điều thứ nhất đó là nó có các cái lượt G-start ở sau đường thứ 2, sau đường thứ 6 và sau đường thứ 9. Với bài này thì có nghĩa là ở tuần thứ 2, tuần thứ 6 và tuần thứ 9 chúng ta chỉ có thực hiện có hai câu đầu tiên thôi. Sau đó chúng ta lại bắt đầu từ đầu, từ câu 1. Đấy, chú ý như vậy thì bây giờ mình sẽ nói cụ thể luôn cho các bạn các cái tuần đó này. Này, tuần số 1 đây phải không ạ? Tuần số 1 là đang ở cái hướng 12 giờ này nhá. Tuần thứ 2 trong chiều quay của kim đồng hồ là mình sẽ bắt đầu từ câu 1 đấy và ở hướng 3 giờ nhá. Thế nhưng mà tuần thứ 2 chúng ta chỉ thực hiện có 2 câu thôi. Có 2 câu thôi, có nghĩa là 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8 và 2 và 2. 3 và 4. 5 và 6. 7 và 8. Đấy, chúng ta thực hiện có 2 câu này thôi. Sau đó chúng ta thực hiện đến tuần thứ 3. Thì tuần thứ 3 chúng ta sẽ thực hiện từ câu 1. Đấy. Nhớ được tuần thứ 2 chỉ thực hiện có 2 câu. Sau đó thực hiện đến tuần thứ 3. Tuần thứ 3 như vậy là lúc này chúng ta đang bắt đầu lại ở hướng 9 giờ tuần thứ 3. Chúng ta thực hiện 4 câu. Hết tuần thứ 3 sang tuần thứ 4.
2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Đấy. Tổng thứ 6 ta chỉ thực hiện hai câu như thế này và lại bắt đầu từ câu 1 ở tổng thứ 7. Tổng thứ 7 bây giờ lại là mấy mai giờ? Đấy, tổng thứ 7 này. Tổng thứ 8 này. Tổng thứ 9 này. Đấy, tổng thứ 9 chúng ta lại đang bắt đầu ở 6 giờ chúng ta lại thực hiện có hai câu. Đấy, thực hiện hai câu và chúng ta tiếp tục với tổng thứ 10 cho đến hết bài. Các bạn nhá. Đấy, đấy là ba cái lần start. Các bạn chú ý như thế. Thế ở ngoài ra nó có một lần tan bốn nhịp. Có nghĩa là nhịp nối loạn, nhịp nối có thêm bốn cái nhịp nối. Ở sau tường thứ tư, sau tường thứ tư. Đấy, khi đó này, sau tường thứ tư thì các bạn chú ý nhé, đây này. Tường thứ nhất này, đúng không ạ? Tường thứ hai này. Đấy. Thì tường thứ hai này nó có hai câu thôi, đúng không? Đấy. Thì bắt đầu tuần thứ ba nó lại từ đây. Đấy, tuần thứ ba này. Tuần thứ tư này. Đấy. Hết tuần thứ tư sang tuần thứ năm. Chúng ta có bốn nhịp tan. 1 và 2, 3 và 4. Đấy, chúng ta đứng lúc đó là sẽ ở cái hướng 3 giờ đấy các bạn ạ. À. 3 giờ nhá. Chúng ta thêm bốn nhịp. 1 và 2, 3 và 4 thì mình quay lại như thế này. 1 và 2, 3 và 4 và chúng ta thực hiện bắt đầu từ đầu ở cái tuần thứ 5. Các bạn chú ý nhé, hơi khó một chút, bài này thực sự là rất khó. Đấy, tuy nhiên nếu các bạn kiên trì các bạn sẽ thành công. Cố gắng lên các bạn nhé. Thế còn phần dạo nhạc đầu thì tùy các bạn. Các bạn mà thực hiện những cái nhịp, những cái động tác mà mình thích. Đấy, mà nó phù hợp với nhịp là được. Với mình thì mình đầu tiên mình thực hiện, mình đứng mình nhún tại chỗ. Đấy. Sau đó chuyển cái động tác thứ hai. 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Đó. Thì tùy các bạn có thể tìm những cái động tác